Chú nhà cô là sinh năm 75, tuổi Ất Mão. Làm trước nhưng mà mình thì toàn làm ngược. 2 năm thì cũng chưa chưa lâu lắm. Thường nó phải tầm ngoài 3 năm. Tức là có cái ảnh hưởng ngoài 3 năm. Và hướng này ở đây thì có 3 cái sao ấy. Cái sao một là sao, ở đây là có sao Tấn Tài, Trường Bệnh. Tức là ở đây thì lâu ấy, thì những năm đầu ở đây là tức là kinh tế của nhà mình nó cũng sẽ có sự tốt hơn. Tốt dần, nhưng mà ở đây thì tức là sức khỏe thì dần dần nó sẽ bị kém. Hay ốm. Hay bị ốm. 2 năm thì không biết là cô ở đây đã cảm nhận được chưa, nhưng mà thường nó sẽ ngoài 3 năm. Bởi vì những cái nhà mà mới xây thì bao giờ cái khí nó cũng rất là vượng. Nhưng một thời gian thì nó ảnh hưởng bởi khí số vào thì nó sẽ bị ảnh hưởng dần dần. Đấy. Ngoài ra thì nếu ở độ số này thì nó vẫn bị ảnh hưởng bởi một phần bởi cái sao gọi là tố tụng ấy. Thì nó dễ liên quan đến các cái việc mà liên quan đến tranh chấp và kiện cáo. Bị đặc biệt là thời điểm là năm sửu và năm mùi đấy, thìn này, thôi tị ngọ mùi khoảng 3 năm nữa, tức là những cái năm đấy là thời điểm là nó mạnh nhất nhé. Cái nhà trước của đây nó có hướng này không nhỉ? Nó vẫn là hướng này phải không? Vẫn hướng như này nhỉ? Hướng này thì nếu mà năm sửu thì gần nhất là có năm 2021, năm Tân Sửu. Năm Tân Sửu. 21 thì 21 là gì nhỉ? 21 là cô làm nhà này. À đấy, đấy là ngày mai. Làm nhà này. Nhưng mà năm đấy đúng là rất nhiều là liên quan giấy tờ. Giấy tờ đấy, tranh chấp hay là liên quan đến giấy tờ pháp lý đấy, nó sẽ liên quan. Ở đây à, nhà này. Ở đây. Không, có nghĩa là trong khi là cô đang làm nhà này và trong khi đấy là cô đang làm rất là nhiều việc liên quan giấy tờ. À. Nhưng mà năm đấy đúng cực kỳ là nhiều cái năm mà làm nhà này. Trục trặc. Không phải trục trặc mà cũng có trục trặc nhưng mà ý là nó cũng xong. À. Nhưng mà đại khái là mình sẽ phải làm rất là nhiều luôn. Vất vả hơn. Vất vả hơn. Nhiều lắm luôn đấy. Đấy. À, năm nay là năm Dậu. Năm Thìn. Thìn là khoảng 2 năm nữa đúng không? À, khoảng 3 năm nữa. 3 năm nữa. Nó quay lại một lần. Quay lại. Ngoài ra xem cái cửa này. Nhà Bắc ở đây. Ở nhà này có cái cửa này tốt. Cái cửa này mà hay mở được thì tốt. Nó cửa đi ấy, cái cửa đón khí ở đây. Cái cửa này là tốt. Đây là nó check Tây Bắc. Có nghĩa là cái này nó cái kích thước của nó to hơn cái này. À to hơn rồi đấy. Ừ, to hơn chắc chỉ độ chắc mấy phân thôi. Cửa này đón khí tốt này, mở ra khí ra vào tốt. Còn cái ở đây thì đối với cái nhà này ấy, thì cái vị trí mà cái cửa này thì nó sẽ xấu. Nó sẽ xấu. Xấu. Mà cái cửa này mở ra là vợ chồng là hay xích mích. Suốt ngày luôn. Suốt ngày luôn. Lúc nào ông cũng thích mở cửa này. Thế à? Mà cô về là cô chỉ muốn đóng cái cửa này thôi. À. Tại vì liên quan đến bếp mà. Cô vào đây thẳng bếp luôn. Không thẳng. Không thẳng bếp mà là vào chỗ này nấu ăn, cho nên là cô đi vào đây phát là cô chỉ muốn sập cửa này xuống. Đúng rồi. Để cô nấu nướng các thứ. Là không muốn kể cả nhìn soi mói đúng không? Hàng xóm hay là không muốn người khác cũng bên ngoài nhìn thấy vào. Như ông này nào muốn mở cửa này, mà khi ăn ở đây cũng thế, chỉ có muốn mở cửa này đi ra để cho nó thoáng rồi. Thế là tụi mình ý. Tài thật đấy. Cửa này mở ra hay trục trặc lắm, hay mâu thuẫn. Nói chung cái nhà này thì có cái cửa này là đẹp này, cửa bên này đẹp này. Đến cửa này là thứ nhì này. Cửa này thứ nhì. Đấy, cửa này xấu. Cửa này mà bếp ở đây mà hay mở ra thì chính là làm cái vách ở đây cũng được. Vách CNC ấy. Nó thoáng. Nó rất là thoáng mà ngoài ra thì nó giảm bớt những cái nhìn bên ngoài vào. Đâu hôm nhà trước mình. Đợt trước là cô định là cái này cô chuyển ra đây. Xong rồi cái nào? Cái này. Cái bàn ăn này à? Chuyển ra đây. À. Có ổn không?
bạn ăn thì nó không không ảnh hưởng gì. Ý là cô định chuyển, ví dụ như là mình cần cho ô tô vào đây ấy. À. Thì mình chuyển ra đây, có đó, ví dụ thế. Bây giờ ai cho ô tô vào trong? Thế sao như mà bố con nói là không muốn cho vào đây. Không, bẩn lắm. Muốn cho vào kia, cho ra ngoài cửa kia để làm cái để sân thôi. Đấy, làm cái để cháu hai con gái để bên ngoài hết. Thế là lại thôi, hôm trước là cô định cho cái bạn ăn ra đây rồi. Ô tô không nên cho nhà, lâu ngày nó mùi mình đi lại, mùi xăng, mùi dầu nó ảnh hưởng đến sức khỏe, không tốt. Bây giờ nó có phải như ngày xưa nó bị vật kính, vật gương đâu, bây giờ chẳng bao giờ bị. Thì thế, có nghĩa là không lo. Đây, Cavi hàng xóm nhà cô để đây. Sao đâu, xe nhà mình cũng sẽ bình thường. Chẳng làm sao, mình cứ cẩn thận quá. Ngày xưa mình cũng vẫn, cô vẫn để ngoài đấy mà. Cứ để ngoài thôi, được rồi. Đây là cái bếp này phải không? Bếp này. Đây thì bếp này được cái vị trí bếp thì đúng vị trí. Nhưng mà hướng lại quay ra cửa thì nó chưa đẹp lắm, được vị trí đâu. Nếu ra đúng ra cái nhà này thì bếp phải quay hướng tây thì đẹp. Đợt trước là định quay hướng đây. Nhưng mà nó liên quan đến trên nhà vệ sinh bên trên đấy. À đấy, nó lại mắc cái nhà vệ sinh bên trên. Nên là cô phải chuyển ở đây. Quay từ hướng tây từ đầu thì đẹp. Chứ bình thường là mới là đầu tiên ấy là một thiết kế hàn là ngày xưa là chưa gọi là gì, cháu chưa biết mấy thì là thầy cũng bảo cô là để vào đây. Ừ. Nhưng mà vì là ở trên này nó có cái nhà vệ sinh bên trên nên là cô không muốn để ở đây. À. Đại khái là hướng này chỉ là thứ thôi chứ không, đúng phải, rồi. Không phải nhất. Không phải là đẹp nhất. Đúng, không phải nhất. Đấy. Đấy, ví dụ như như này bây giờ mà ví dụ chấn hay như nào ấy thì là hỗ trợ cô ví dụ thế. Bếp thì nó liên quan nhiều đến sức khỏe của thành viên. Đúng rồi. Sức khỏe. Thường ở bếp thì nếu mà những cái trường hợp như này thì mình có thể đặt một cái hồ lô đồng. Hồ lô nó hỗ trợ về mặt sức khỏe thì cũng như là giúp hóa giải đi cái trường hợp lỗi phạm về bếp. Thì có thể để trên góc bếp chẳng hạn, góc những vị trí trên góc chặn nhà mình có thể để một cái hồ lô đồng. Thì cái này làm nào? Cái cửa này. Nói chung cái cửa này thì mình có thể là sử dụng hệ gương treo bên ngoài. Hệ gương treo cô gương đúng không? Đấy, treo bên ngoài để nó hóa giải đi những cái trường ý, bởi vì cái này cứ mở ra là nó hay lục đục. Hay lạ rồi. Lắm nhá, ngày xưa có cái ở trên ở ngoài kia có cái cây thế nhá. Cây gần như là gần đến cửa giữa cho cô kìa. Sau đấy cô phải tháo đi, ai cô phải dỡ đi cái cây xấu ấy. Nhưng mà ngày xưa là mình cũng không có ý tưởng nên mình làm, ngày xưa là không có ý tưởng làm nhà này. Nè. Nhưng mà khi làm nhà này lên là cái cây đấy nó bị vào gần cái cửa rồi kìa. Sau lại phải bỏ đi nhá. Thế cái cửa này lần nào ví dụ như ở nhà hai chồng nhà mà mở cửa này ra mà kiểu như là ăn uống rồi còn ví dụ cô nấu ấy, kiểu gì cũng phải có một hai lời qua tiếng lại. Thế mới tài chứ lại cứ mở ra là bực mình thật đấy. Mà lúc nào ông thích mở cửa này ra mà em cũng mở ra cho thoáng mà không tóc mở. Thế mới lạ chứ. Thế mình chỉ muốn mở một trong hai cửa này thôi. Cô chỉ muốn mở hai thôi, là về nhà nào cô chỉ muốn đóng cái cửa này. Cảm giác nó thiếu đi cái sự riêng tư. Đúng rồi, đây, ví dụ mình ăn uống rồi mình sinh hoạt cái thứ nó ở đây nên mình không muốn mở. Nhưng mà ông chú còn chú đơn giản chú không nghĩ kiểu cái đoạn đấy để cho mình không thích. Cái người đi người ta cứ nhòm ngó là mình không thích. Đúng rồi, bếp bảo là cô không thích vào cái khu này nhưng mà nhiều lúc là ông không nghĩ thế. Ông nghĩ là kiểu chỉ nghĩ thoáng không khí cái thứ là ông muốn mở thôi. À. Đấy, ví dụ như cái này mà ví dụ như muốn để cái gì đấy ở đâu đấy thì làm. Cái này thì treo cái gương ở bên ngoài, bên ngoài bởi vì bản chất nó là cái khí nó bị ảnh hưởng từ bên ngoài thì mình có thể treo hệ gương để mình ngó giải. Đấy, treo gương. Nếu mà cái này là cửa chính là rất là xấu, may nó là cửa phụ. Ừ, thế nó là cửa phụ mà. Nó mà là cửa chính thì xấu lắm. Nhưng mà lúc hồi xưa đã hình hai mình tiền cho nên là muốn hướng về đằng này. Đúng rồi. Chứ không hướng này. Bên này hơn, đặc biệt cái cửa này cái tốt. Cái này xong rồi. Hồi lô đô đồng và xong rồi treo ngồi gương bên này. Đặt và bên này là treo gương. Cái cửa chính nhà này ở ngoài này cũng nên treo một cái gương ở đây. Cái cửa chính này nó có cái sao bệnh, tức là ở lâu mình rất là hay bị ốm.
ở đây nó có sao gọi là sao trường bệnh ở vị trí đấy. Ngày xưa như cái nhà cũ của cô treo phải không, cũng treo gương phải không đấy. Đấy. Cái này nó bị cái sao trường bệnh, về sau là hay bị ốm, tức là nó ảnh hưởng về mặt sức khỏe của mình. Người trong nhà mình ở đây là bị hết ảnh hưởng, bởi cái khí này nó vào bị xấu thì ở trong nhà mình nó sẽ bị ảnh hưởng. Cái cửa này cũng cần thiết nên treo một cái gương ở ngoài này, tại vì ngoài ra cái này nhà cô nó là cửa chính đó. Đấy, tức là thường xuyên đi lại đây thì cái sao này nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều. Đấy, thì ví dụ như bố trí mình treo cái gì thì treo được không? Ở đây thì nên treo một cái sơn lại trần. Ở trước bên kia là cũng treo hộ cô cái một cái gương ở bên kia. Đúng rồi. Nhưng mà sau này nó phải tháo ra. Để xong rồi lên trên nhà. Lên trên tầng trên. Nếu mà xem tuổi là 2004. 2004 là Giáp Thân. Hướng quay ra cửa. Hướng Bắc. Giờ chắc là vẫn ở nhà vậy nhỉ? Phải không? Hay đi học rồi? Em đi học rồi. Học ngoài Hà Nội à? Hà Nội. Thế thì có mấy khi về đây đâu? Ít. Hôm nay thì đang ở nhà tại vì đang thi lái xe. À. Đi xếp hành thế này. Nói chung giường mà đã bố trí như này rồi thì cũng chỉ bố trí được như này thôi, không thay được đâu. Mình xưa thiết kế là cô định cái khuôn này ấy, thì là cho tủ à? Hay tủ âm phải? Tủ âm. Đúng rồi. Đấy, đúng là bớt lại tủ âm thật. Nhưng mà giường lại để bên này. À. Không được, à, nhà vệ sinh đúng không? Thì như cô không muốn để đây tại vì sợ vào nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh. Thế cho nên là chuyển tủ vào đây. À. Mà theo cũng khó nhưng tại vì mình cũng khắc phục thôi chứ. À. Nhà vệ sinh nhà mình tất cả đây trồng hết, trồng này hết rồi. Tất cả chục này hết vậy. Có nhà bên này, có phòng cô là ở đây, ở cạnh đây. Chục này đúng cung đông nam là vệ sinh. Cung đông. Đây phòng cô đây phải không? Chào anh kia. Trông chị My, à chị Giang. Cho nhà Hà, nhớ không? Ở đây, đây là cái lề hướng của chú rồi phải không? Ở đâu? Không chú. Không đoài. Thôi còn nói chưa? Đúng rồi, đây là cái hướng của chú rồi. Hướng này hợp. Hợp hướng của chú. Ở trước bên kia. Bên kia phòng cô ấy có là cháu treo cho cô mấy cái hồ lô ấy. Vâng. Nhưng sau sang bên này mình chả dám treo gì cả. Thế á? Tại vì hồ lô vẫn để trong ngăn kéo. Vâng. Nhưng mình không dám sử dụng, mà kiểu mình không dám làm gì nhưng vẫn để nguyên si. Thế á? Con treo lại được không? Dùng lại được chứ sao đâu. À thế à? Tại vì cũng chưa hỏi, tự dưng lại... Bằng đồng hay bằng... Bằng gỗ. À. Bằng gì? À, quả này bằng quả bầu. Quả này vẫn lấy đây vẫn... Đây, quả để đây mà đây. Thường quả này một thời gian thì nó sẽ nó dễ bị kiểu như là nồm là nó dễ bị nó bị mốc. Mốc. Nhưng mà quả này vẫn mới. Quả này có treo đầu dưỡng được. Đây này, đợt trước chúng lấy cho ba quả này treo ở đợt trước là treo ở trước mặt giường. À, có nghĩa là treo như giống như cái kệ. Đối diện sang. Đối diện sang. À, mình nhìn vào hồ lô. Bây giờ thì gọn hơn, bây giờ chỉ có đặt một cái hồ lô đồng ở góc ở cạnh là được. Cạnh tam. Tức là bây giờ mà đặt thì chỉ cần một cái thôi, không phải treo nhiều. Ở cạnh tam đầu giường. Cái này làm gì? Cái này mà treo thì mình cũng vẫn có thể treo được, nhưng mà vị trí này thì... Cái này đây.
đợt trước là cô treo như này này. Hoặc để ở trên mấy cái kệ nhỏ được. Đợt trước là cô treo ví dụ đúng rồi, nhìn vào vậy. Đấy. Ở đây mà để trên mấy cái này nó đứng được. Có đứng. Không đáy nó không ấy, nó không phẳng. Đấy, treo đấy được. Hoặc là mình có cái móc dính. Mình dính vào đấy xong mình treo đấy được. Thì cái này có thì cô cứ treo lúc nào mà nó hỏng thì thay sao. Đây là phòng của ai? Phòng con Bông. Bông là sinh 2011. 2011. Tuần Mão. Hướng Bắc. Nói chung đây cái mấy hướng giường này thì nó cũng không phải là hợp với lại cái mệnh của bạn ấy. Nhưng mà phòng đã bố trí hết rồi thì bây giờ chẳng hạn thì ví dụ như ok thì sẽ hướng nào? Nếu như bạn này ở đây ấy, thì hướng giường ở đây nên là nhìn nó hướng nhà là hướng Bắc không đẹp, hướng Tây mới đẹp. Tây nó là nhìn sang bên quay đầu đây. Đúng rồi. Đấy thì đẹp hơn. Cái phòng này chật. Chật lắm, phòng này chắc thì được 10 mét. Chật nhỉ, cái phòng này chật. Chật lắm. Ngày xưa đúng là đây cái tầng này chỉ 2 phòng thì rộng. Không, đấy. Ngày xưa là ý tưởng là chỉ có 2 phòng này thôi, còn chỗ này sẽ là một cái sảnh, một cái sảnh để một cái bàn uống nước, để một cái chậu hoa. Thế nhưng mà nghĩ là kiểu như là trong khi chúng nó học hành ấy là mình không muốn nó lên gác. Mình muốn tập trung một chỗ rồi. Quây quần. Đấy, cho nên cô lại phải vào làm phòng này chứ không thì cái chỗ này. Chỗ này làm sảnh mà lấy sáng thì quá đẹp nhỉ. Thì đấy, nó là cái sảnh sảnh này này. Đây nhà cô là 90 nhỉ? 90 vuông phải không? 90. 90 vuông. 90 xong chắc là cô cắt mất khoảng độ 2 mét, 2-3 mét thì đằng trước ấy. Nó chéo cái này. Chéo ngay thì cô cắt. Để mình lấy vuông. Cắt thẳng cái mặt tiền này. Nhiều hương này nó bẩn nha. Giờ có mua cái loại hương không đậu tàn ấy, sạch á. Hương đậu tàn mà cái loại hương trầm thơm, bữa thơm mà sạch. Cái hương mà bé tí tẹo đấy. Thanh nó nhỏ lắm. Nhỏ tí nữa. Đốt xong cháy là hết luôn. Mấy cái hương mà cái cuộn tàn này thường nó hay xử lý về mặt hóa chất ấy. Để nó giữ cái tàn. Nhiều người kiểu tâm lý người ta thích nhìn nó đẹp nhưng mà thực tế là không cần thiết. Kia nó cháy đâu hết đấy luôn. Chẳng phải dọn. Cô cũng hỏi hương là hương kiểu như là hương sạch ấy. Thì người ta bán là hương sạch đấy. Anh bảo là hương sạch có nghĩa là hương kiểu không có hóa chất nhiều ấy. Thế nhưng mà quấn hay không quấn thì mình không quan trọng. Mình chỉ quan trọng là cái hương liệu ấy là kiểu mình sợ cái mùi ấy. Nó phải tự nhiên. Đấy. Bây giờ nó hay dùng cái loại hương kia. Ngày đó tất cả cháy hay thông là hết luôn. Bởi vì cái này lâu nó bẩn lắm, nó rụng nó bẩn, nó không được sạch. Ở đây là những cô vẫn thờ ban thần linh mới ra tiên với bà cô. Bà cô mà. Ba ba. Ở đây thì nói chung bày trí là đủ hết rồi. Xem về cái hướng này. Hướng này ở đây là. Hướng này nhìn hướng Tây. Đây, nhìn ra Tây này. Đúng rồi, nhìn hướng Tây. Nhìn nó hướng Tây thì ở đây rồi. Hướng Tây thì được hướng
đúng hướng với lại cái tuổi của chú. Cái này mà thắp hương, cô đấy thắp hương lâu chưa? Hoa quả này. Vừa hôm sáng. À. Sáng nay cô. Cái này nên lau dọn nó sạch sẽ hơn cái này. Đang để nhiều nhiều tàn rơi. Các độ lễ này mà thắp hương xong thì thường trong ngày hoặc là lâu nhất là ngày mai thì nên hạ. Không không nên để lâu quá. Đây thì cũng đủ hết rồi. Có chóe bát hương rồi. Muối gạo nước. Ngày xưa thì lúc làm nhà mới hình như là chồng chưa làm cái này sao nhỉ? Có chứ. Bát bát thờ này phải không? Cái bát thờ này là không phải bộ của cháu đâu. À, cái gì? Cái bộ này giống lắm. Bộ này không biết là cũng... bộ này cháu chuyên bán bộ như này. Mua cho cháu ấy. Vâng. Vâng. Cái bộ đỉnh kia kìa, người ta là mua ấy, mua ở ngoài. Đỉnh này thì nó không bán bộ đỉnh. Hôm trước là cái bộ này là lấy cho cháu ấy. Vâng. Này nói chung là bày trí là đủ hết một bộ rồi, không thiếu gì. Hôm trước là cái anh ấy bảo là em làm một cái thanh gỗ. Có nghĩa là thanh gỗ nguyên khối ấy, xong nó kê đỉnh cao lên. Kê đỉnh cao lên. Đấy, nhưng mà cô chưa dám làm tại vì sợ không động chạm cái thứ ấy. Mình cũng chưa dám làm. Như này cũng cao rồi, cần gì. Nhiều nhà là người ta mua cái đỉnh nó bé. Ừ. Tức là nó chỉ hơn mắt hương một tí. Đây nhà cô cái đỉnh này nó to hơn mắt hương nhiều, nhìn nó đã thành cấp bậc. Bởi vì người ta kê cao lên bởi vì người ta sợ nó không theo cấp bậc. Có nhiều cái sai đỉnh nó nhỏ lắm, bát hương người ta lại đặt lớn nên thành ra nó chỉ hơi chênh nhau một chút, nó không có sự phân cấp. Đấy. Nhưng mà trường hợp nhà mình ở đây là nó cũng khá là, nhìn đây khá là cao này. Thì cũng không cần thiết lắm là phải kê lên. Đây là vẫn ban cũ có chuyển sang hay là cái ban này ban cũ. À. Ban này tại vì cái ban này nó là cũng ít đi. Cho nên là mình mà nó cũng thực ra nó mình cũng không chưa 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 gọi là chưa ưng lắm, vậy thì nó hơi nhỏ. Nhưng mà vì nó là gỗ mít cộng với cả kiểu như ngày xưa cô làm từ bên nhà bên kia nó cũng thấy ổn ổn nên là muốn dùng lại. Chứ bình thường là nếu mà làm mới thì mình sẽ làm cái to hơn. Cái ban này nó cũng hơi bé. Tính như này xong để nếu mà kê độc bình hai bên là vừa. Nó cũng vừa đẹp luôn, khổ phải luôn. Độc bình là độc bình gỗ hay là gỗ cũng được, mà sứ cũng được. Có thích gỗ thì cô kê gỗ cũng được. Gỗ và sứ đều được. Thế là đặt sứ, à là gỗ. Không cho làm nhà anh nội kê to lắm. Anh nội bên Agribank tỉnh ấy. À. Hai cái bình to lắm, nhưng bằng gỗ phải cầu. Nặng lắm, bình thì không bê được. À đây nhà cậu phải cầu, nhưng sao bên lên được. Ừ. Đây nó cầu qua đây đi. Nặng. Thế thì mình làm cái bình gỗ thôi. Làm bình gỗ thì đẹp. Để hai bên cháu có bán sứ không? Sứ thì cháu phải đặt, không có sẵn. Cái này sứ thì cũng phải cổng như nhỉ? Sứ thì bê được. Sứ thì nó nhẹ. Sẽ đặt một cái lọ đá thạch anh ở trong góc. Ví dụ ở vị trí này không vướng mình đặt ở góc này. Được. Cạnh vị trí bàn. Nhưng mà sợ nó bẩn thì cái đến kia là không, ví dụ thế. À nó bẩn thì mình lại thay nước bình thường, chứ không phải để cố định mãi. Ờ, trong này có bình à? Tức là có hạt đá thạch anh. Nó là một cái lọ, bên trong nó đựng thạch anh vụn. Ờ. Đấy, thì mình sẽ thay nước bình thường, thay được bình thường. Thế nếu không mà cô muốn sạch sẽ có đến góc kia được không? Đặt tầm thấp thì nó tốt hơn. Ờ. Bởi bản chất là những cái khí nhà cô nó đều ở những tầng thấp nó lên. Ừ. Cho nên là bố trí ở tầng thấp thì vẫn là tối ưu hơn là bên trên cao. Người chôn mà là chỉ mua gì nhỉ? Mua thuốc bắc ấy. Thuốc bắc hay là cái thuốc bắc hay là kim chỉ ngũ sắc à? Đại khái là thuốc nam hay cái gì ấy, xong rồi đun ấy. Xong à? Xong bắt đầu dội. Dội cọc ép cọc ấy.
đấy, lúc đấy là kiểu mình cũng thấy mọi người bảo thế thì là làm thế thôi, chứ không biết chôn đá thì bản ai. Chất là nó phải thuộc vào cái năng lượng tự nhiên mới tốt, tức là cái đá là cái năng lượng nó là có sẵn trong tự nhiên và nó đã tồn tại mãi. Ví dụ như cô dội thế kia thì nó chỉ được lúc đấy thôi, chứ làm sao được mãi được. Thì kiểu như là làm mọi người nói thế là mình cũng đi làm thế thôi, chứ không để ý. Cái nhà mà thầy Thế Anh vào nhà nó mát lắm, lúc nào nó mát. Nào cô qua cửa nhà vào xem, ở đấy nó tải 5-6 tạ. Đâu biết đâu. Mát lắm, nó vào nó cảm giác nó thoáng khí, nó không bị bế khí. Thầy Anh nó năng lượng nó mạnh ấy. Bây giờ là muốn làm chắc là không, bây giờ xây này làm sao được, người ta phải giải từ lúc trước khi mình lăn này. Thạch Anh nó rất là tốt, năng lượng dương nó cao lắm. Ví dụ bây giờ người ta dùng Thạch Anh để những xử lý những cái vấn đề như là nhà mà lấp giếng này đấy, hay là có những cái trường khí nó xấu ở dưới mặt lòng đất ấy, thì người ta sẽ dùng Thạch Anh để người ta giải lên để hóa giải. Nhà muốn giếng thì làm nào, muốn lấp giếng thì làm, lấp thì phải theo quy trình. Nhà cô có à? Nhưng có ở đấy đâu mà lo, không ở thì không sao. Lấp giếng mà trong nhà là rất độc luôn, nếu mà mình không biết. Nhiều nhà bị bệnh ung thư, nhiều lắm. Nếu mà giếng ở trong nhà, ung thư luôn. Trong nhà trong đất? Trong nhà mình, tức là trong nhà ở ấy. À không, đây trong đất thôi. Đất thì không sao. Đất thì bản chất là thứ nhất là mình không ở đấy, thì mình không ảnh hưởng gì cả. Thì ở đấy thì mình thích lấp thì lấp, thì không lấp thì thôi, cũng sao đâu. Tức là mình ở nhà đây có nhiều nhà mà ở quê mà người ta không biết mà có cái giếng, mà đặc biệt là kỵ nhất là trong phòng ngủ. Đấy, thì mình một ngày 1/3 thời gian mình ngủ trong đấy mà những cái âm khí, tức là mình đậy lên, người ta đậy lên nó thành bế khí, nó không lưu thông được. Thì nó ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe và đa phần là bị ung thư hết. Rất nặng, cái đấy nhiều người tưởng đơn giản nhưng không hề đơn giản chút nào. Trong nhà nó độc rồi nhưng mà còn trong phòng ngủ độc hơn. Trong phòng ngủ cực kỳ xấu luôn. Có nghĩa là trong, nếu mà trong khuôn viên thì sao? Bên ngoài đất thì không sao, tức là nhà ở đây là mình tính cái phạm vi ở đây là phải có tường bao quanh và kín. Đấy, ví dụ như nhà cô cái giếng ở đây chẳng hạn thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều. Cho dù là mình có đậy hay mình lấp mà không đúng quy trình nó thì cái sức khỏe người trong nhà này rất là bị ốm rất là lâu. Đấy. Giếng nó quan trọng lắm, không đơn giản. Cô đang tưởng tượng là ở quê là cô nhà bà ngoại không? Đấy, quê mà nhà nào có giếng ở trong nhà là phải không, đấy. Giếng ấy lại trên đất của ông anh. Lúc lấp thì cô không biết là lấp hay là đậy như thế nào thì không biết. Nhưng mà là bây giờ hiện tại là nó thuộc ở trong sân. Ở sân thì ngoài sân này. Ngoài sân thì không sao. Chứ không ở trong nhà. Trong nhà cơ, ngoài sân thì không có đậy. Tự nhiên lần lại cái đấy thì mình thấy nó nhiều nhà bị giếng nhiều vấn đề. Bởi vì khi mình đào một cái giếng là mình đã thông một cái đến cái mạch nước ấy. Đấy, thì nó mới có nước lên cái giếng đúng không? Mà bản chất mình cái dòng nước nó chảy nó luôn luôn mang theo cái khí. Đấy, ví dụ như là khi mà cái giếng ở trong nhà mà cô để dùng ấy thì nó cái khí nó bốc lên được thì nó thành khí dương. Nhưng mà vô tình ví dụ như cái cốc này nhé, bây giờ ví dụ mình lại đậy cái nắp lên đây thì cái khí này nó tắc nó không thoát được ra thì lâu ngày nó thành cái bế khí, nó thành âm khí. Nó là căn nguyên của bệnh tật. Mà ở trong nhà mình nó ảnh hưởng nhiều. Nhà nào mà có giếng ở trong nhà thì sức khỏe kiểu gì cũng kém, tất cả mọi người ảnh hưởng hết. Bên ngoài thì không sao nhưng trong nhà phải để ý, mà lấp cũng phải có quy trình chứ không phải mình cứ thích lấp nào lấp. Thì cái nhà cái phòng khách này, cô đợt trước có định để một cái dạng như một cái bể cá, không phải bể cá mà kiểu dạng bể nước ấy. À. Nhưng mà nó là một cái bình. Nó là bình gốm ấy, nó là bình như kiểu như này. Ừ. Đấy, thế nhưng sau đấy là nhìn nó kiểu nó không ổn ấy. Để ở góc đây rồi. Có đó. Để ở góc đấy. Cô nào thích trong nhà có một cái được. chậu nước hay là có để ở một góc kia hay góc này này. Góc này. Góc kia. Hai góc này đều được hết. Ừ. Nó phù hợp với đặt nước, nó theo cái vị trí ấy. Cái phương vị đấy là nó phù hợp với đặt nước thì mình đặt hai vị trí này. Thực ra nó không phải là quá lớn. Đúng không? Nó không phải là quá lớn. Không, nó chỉ bằng
nó chỉ bằng cái này thôi. Đấy thì nó không ảnh hưởng gì. Nó cái bằng cái này mà nó cao hơn cái này khoảng độ 1m2 gì đấy. Thế thì để thoải mái, không vấn đề gì. Cái chỗ này nhà cô nó hợp với nước. Hay mở cửa này. Cửa này mở là tốt. Cửa này thì hạn chế đúng không? Cửa này thì hạn chế, như cửa này là tốt nhất. Trong nhà này cái cửa này là tốt. Mà hai cái có gương thôi, gương này à, hai cái gương, hai cái gương với lại nhà vệ sinh, ba cái nhà, có ba nhà vệ sinh phải không? À, ba nhà vệ sinh với cả hai cái hồ lô cả hồ lô thì cô có thể đặt hồ lô đồng, bây giờ chỉ đặt một cái thôi là được, đặt hồ lô đồng. Hồ lô đồng nó hỗ trợ về mặt sức khỏe, như một là cái bếp. À, một cái bếp, một cái bếp đặt thế nào? Cái bếp sẽ đặt ở trên trạm, trên góc bếp. Trên đỉnh. Trên trạm rồi. Trên trạm. Vâng. Nó không bị vướng. Thế hôm nào ví dụ như là cứ làm xong hôm nào mà ngày ok thì làm cho cô luôn. Vâng. Như thế. Vâng.